Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 11 tháng 10 năm 2023, thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà những cái dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm nhất để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổi lại cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Thì đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái rô hoàng thảo vẩy rồng. Cái dòng lan hoàng thảo vẩy rồng với những cái rề bản lá to bự và những cái rề vẩy rồng rất là xanh đẹp như thế này, giá em bán chỉ có 110.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Hàng này thì nở hoa xuân cô chú anh chị ạ. Bây giờ đang bắt đầu vào mùa đông rồi ạ. Vài tháng nữa thôi là cây sẽ bắt đầu là trồng thuần, là sẽ nhú nụ của chú anh chị nhé, sẽ cho mình những chùm hoa rực rỡ cực kỳ tuyệt vời. Cái dòng lan mà có sức sống rất là mãnh liệt luôn ạ. Quế lan hương đây cô chú anh chị này, mùa ghép rất là đẹp trong năm của dòng lan quế lan hương, quế trắng tháng 8 coi là đệ nhất hương đấy ạ. Giá em bán ở đây sẽ là 260.000 cho 1 kg cái dòng lan quế lan hương này thôi cô chú anh chị nhé. Còn nếu như cô chú anh chị mà mình mà muốn lấy những cây xếp đẹp VIP ở đây ạ, thì em có ngay cả những giò nguyên bản, thì những rể những cây xếp rất là đẹp cô chú anh chị có thể sưu tầm. Hoặc không cô chú anh chị lấy mà hàng cân này 1 kg cô chú anh chị về làm cái giò to bự và đến mùa hoa thơm nức nở luôn cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan quế tím ạ. Hàng về tươi roi rói và là những cái cây tuyển chọn từ tầm trung trở lên, đảm bảo cô chú anh chị khi ghép đến mùa hoa sẽ là những cái giò lan tuyệt vời và thơm nức nở, không khác gì hoàng nhạn luôn. Cái giò lan quế tím này này cô chú anh chị, hàng về cực đẹp luôn ạ. Giá là 140.000 trong 1 kg, em bán ngay từ 0,3 kg ạ, tức là 42.000 thôi. Cô chú anh chị sở hữu ngay những cái giò quế lan hương rồi mà cô chú anh chị nhìn nhiều shop nhiều nơi người ta bán mỗi một cây khoảng tầm chục nghìn rồi đúng không ạ. Và sang bên này đây thì em có dòng lan hoàng phi hạc đây ạ. Thân vàng óng và căng mập nú như thế này này cô chú anh chị. Cái dòng lan hoàng phi hạc thì cũng có khá là nhiều những rề to, cô chú anh chị muốn lấy rề to thì em có thể cân cho cô chú anh chị. Cái hoàng phi hạc với giá chỉ có 110.000 trong 1 kg thôi ạ. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan tiểu hồ điệp ạ. Ngay từ thân lá đã thể hiện là rất là nhiều màu sắc rồi. Cái dòng này khi mà nở hoa thì giống như một cái bản giao hưởng tuyệt vời của màu sắc đấy ạ. Em bán với giá chỉ 130.000 trong 1 kg thôi, em bán ngay từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Nói là tiểu hồ điệp nhưng mà thực sự cái vòi hoa của nó có thể vươn dài từ 40 cho đến 50 cm ạ. Đảm bảo cô chú anh chị nếu như đã từng được thưởng thức một giò lan rồi cô chú anh chị, gian tiểu hồ điệp này nở rồi ạ, thì chắc chắn cô chú anh chị sẽ muốn có thêm vài cái giò nữa. Màu sắc hoa khi mà nở cực kỳ là rực rỡ và đẹp luôn. Sang bên này đây sẽ là cái dòng địa lan mạc xuân hay còn gọi là mạc phân tử này, thân mập nú này. Hàng này thì hiện tại đang bắt đầu là ngậm nụ rồi cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị cái dòng mạc xuân này với giá chỉ có 90.000 trong 1 kg thôi. Cô chú anh chị mình về có thể trồng ở những khoảng sân, những chỗ đất trống hoặc là trồng vào những cái giò đến khi mùa hoa, thậm chí có những mặt bông có thể cực kỳ là giá trị luôn. Cái dòng mạc xuân này này 90.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là cái dòng đai châu Thái bóc trụ, hàng đẹp mê mẩn như thế này này cô chú anh chị, thân lá căng mướt luôn. Và riêng dòng châu Thái thì cô chú anh chị biết rồi, có thể đa màu sắc vào thời điểm bây giờ là thời điểm vàng trong năm, cô chú anh chị thấy ạ. Bắt đầu là sưng nụ như này, đó. Cái thầm quá là đẹp để cô chú anh chị mình có thể vừa trồng thuần những cây lan đai châu mà đẹp nhất mà lại có thể cho cô chú anh chị những cái bông hoa đẹp nhất để mà thưởng thức hoa Tết nhé. Mùa nụ mùa hoa chính là mùa mà cây đang cái độ phát triển và sinh trưởng mới, nên là cây sẽ phát triển bộ rễ cũng như là phát triển thân lá cực kỳ là mạnh, là đẹp này. Em bán 1 kg với giá là 370.000 trong 1 kg. Hàng này cô chú anh chị thấy ạ, không như những cái cây bắc trụ của bên Thái đâu, đây là bắc trụ của Việt Nam nên hàng rất là căng, rất là tươi và đẹp như thế này này cô chú anh chị. Thay vì mua mỗi một cây châu vài mấy trăm nghìn, cô chú anh chị có thể mua hàng cân này cho em về tự ghép trụ ạ. Số cây sẽ rơi khoảng tầm 3 cho đến 6 cây trên 1 kg nhé cô chú anh chị nhé. Với 370 cô chú anh chị đảm bảo có một cái trụ lan quá là tuyệt vời. Trụ lan châu Thái đa màu sắc quá tuyệt vời để thưởng thức hoa Tết luôn ạ. Còn bên này đây sẽ là những cây châu rừng này, cây cũng rất là đẹp và hàng châu rừng bây giờ cũng đang bắt đầu là nhú nụ hết rồi đấy ạ.
Đó, thời điểm vàng trong năm thì cô chú anh chị mình có thể sưu tầm ghép những cái giỏ đai châu nghi xuân ngọc điểm đấy ạ. Em bán đai châu ra rừng này này với giá là 220.000 trong kg, số cây cũng sẽ rơi khoảng tầm 3 cho đến 6 cây trên 1 kg cô chú anh chị nhé. Hoặc là cô chú anh chị mình ạ, nhìn lại một cái lô lần nữa, cái lô đai châu Thái siêu vip và đẹp luôn. Hoặc là cô chú anh chị mình cũng có thể chọn theo hình ở đây cho em này cô chú anh chị. Đẹp mơ màng luôn. Đây ạ, hình này em gọi là hình châu rừng nhá, và nó là cái hình số 26 đây. Với giá chỉ có 130.000 thôi, với một cặp đai châu Thái cực kỳ là đẹp như thế này này. Đó. Và cái cặp này em khẳng định đến cô chú anh chị mà mua hàng cân ấy ạ, hàng chậu thuần ấy ạ, thì chắc chắn một điều không dưới rơi dưới 200.000 đâu ạ. Đó, thay vì mua hàng thuần cô chú anh chị mua những cái cây này cho em. Đó, dễ dàng thuần được cô chú anh chị nhá. Cây châu thì không khó thuần một chút xíu nào mà hàng thuần thì quá là đắt đỏ. Đấy, tại sao mình không mua những hàng cây này về tự trồng ạ? À? Hình tiếp theo hình số 27, 140.000 cho một cái phần châu rừng 3 cây ạ. À. Và sang hình tiếp theo sẽ là cây đai châu Thái này, ngay từ cái thân lá thôi cô chú anh chị cũng thấy là nó đã thể hiện rất là nhiều màu sắc rồi. Cây này thì hay, phần này thì có hai cây tím đỏ luôn, không biết là sắc hoa của nó sẽ như nào. Cái hình này em bán với giá gọi là hình 28, 190.000 cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang hình tiếp theo sẽ là hình size 9 này. 29 ạ, à, hai cây siêu vip luôn cô chú anh chị ạ. Hai cây cực kỳ là đẹp luôn, hai màu sắc, chắc là hai cây này sẽ là hai màu sắc 260. Và tiếp theo sau bên này đây sẽ là hình 30 này, cũng là hình châu Thái. Cái hình này có đến 4 cây luôn ạ. 4 cây này em xin phép bán 250.000. Đây. 4 cây, 4 cây. Cô chú anh chị nhá, mà mỗi một cây đều có thể cho nụ cho hoa hết. Cái hình này em bán 250.000 cho 4 cây này. Hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh đấy ạ. Một cái dòng hàng mà thời điểm vàng. Cô chú anh chị nhìn này. Cái dòng này hoa nở Tết, một trong những cái mặt bông gọi là đẹp nhất trong tất cả những mặt bông của dòng hoa lan đấy ạ. Đó, cây đang bắt đầu là nhú mầm gốc như thế này này. Và hàng thì hoàn toàn là rụng lá nhá, mà chưa có nứt nụ ra ngoài. Nên là cô chú anh chị lấy cái cây này về ạ, đến Tết vẫn nó sẽ không bị ảnh hưởng nụ do vận chuyển đóng gói. Nên là đảm bảo cô chú anh chị sẽ có những cái giò hoa Tết gọi là đẹp trọn vẹn nhất nhá cô chú anh chị nhá. Đẹp trọn vẹn nhất, không khác gì cái hàng mà cô chú anh chị trồng thuần luôn. Đó, và hàng này thì cô chú anh chị nhìn thấy là hàng thì đa phần phải trên 50% là thân tơ, hàng rừng, cắt tỉa rất là kỹ như thế này. Giá ở đây em bán với giá là 200.000 cho 1 kg cô chú anh chị ạ, 200.000 cho 1 kg thôi. Và với em sẽ bán ngay từ một nửa kg nhé cô chú anh chị nhé. Sau bên này đây sẽ là hoàng thảo Điện Biên Đông này. Giá em bán Điện Biên Đông ở đây sẽ là 280.000 trong 1 kg. Em bán ngay từ 0,3 kg. Dòng lan hoa cực kỳ là bền, với sắc hoa rực rỡ, sai bông. Gần như là toàn bộ đều là thân tơ này. Cô chú anh chị cũng mình cũng có thể mua theo phần ở đây cho em. 280 nó nghe là đắt thôi, nhưng mà thực ra nó rất là rẻ luôn cô chú anh chị ạ. Đây, cái hình này em gọi là cái hình số đây. Cái hình này em gọi là cái hình số 20 đây. Một cái rễ như này được một giò đẹp luôn đúng không ạ? Có 60.000 thôi ạ. Hình số 21 này 70.000 này, hình 22 này 90.000, hình 23 cũng với giá chỉ 60.000, và 24 có 60.000 thôi, và 25 này 25 này với giá 70.000 này cô chú anh chị này. Đó, với cái số tiền có vài chục nghìn mà cô chú anh chị có thể có ngay một cái giỏ Điện Biên Đông mà khi mà người ta lên chậu giá vài trăm nghìn luôn. Dạ, sang bên này đây thì em có ba cái phần dáng hương đuôi chồn ạ. Ba phần dáng hương đuôi chồn cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Phần nào cũng rất là đẹp này. Phần này em gọi là cái phần số 1 đi ạ. Phần số 1 này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây. Đó, cái hàng chồn rừng mà cây đẹp như thế này này, 8 cây cô chú anh chị nhá. Giá em bán ở đây sẽ là 70.000 cho cả lô chồn này. Vì cô chú anh chị có thể ghép một trụ, hoặc là nếu mà trồng chậu có thể được hai chậu luôn. Đó, hai chậu chồn luôn ạ. Đấy, với giá mỗi một chậu thì tính ra có 40.000 đúng không ạ? Hình chồn tiếp theo, hình chồn số 2. Lô chồn số 2 em cũng xin phép được bán hình này với giá 70.000. Cây này là một mẹ hai con luôn này. Một mẹ một con, một mẹ một con. Cái hình này có 3 cây thôi, nhưng mà cây này cây mẹ con và cây to nhé cô chú anh chị nhé. Lô này em bán 70.000 ạ. Và hình tiếp theo là lô số 3 với giá 80.000. Một cái phần rất là nhiều luôn. Đây. Cây tươi roi rói, cái bản lá xếp rất là đẹp. 2 này, 3 4 5 6 7 8 9 cây cô chú anh chị ạ. 9 cây này với giá là 80.000. Sau bên này thì em có 3 lô đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Lô này gọi là lô số 1 này. Thân mập căng nú, lô này em bán 55.000 về làm được một giò đẹp nhá. Lô số 2 ạ, với giá là 40.000, và lô số 3, chỗ này cô chú anh chị làm hai giò luôn, giá chỉ 70.000 thôi. Và duy nhất một phần lan hài Henry thôi ạ. Dạ. Đây đây ạ, cái cả một cái lô lan hài Henry là một phần rất là nhiều như này, chỗ này về cô chú anh chị phải làm được ít nhất là 3 giò cô chú anh chị nhá. Ít nhất 3 giò. Em bán cả lô như vậy với giá có
40.000 thôi ạ. Tức là mỗi một giò lan hài Henry khi mà người ta trồng thuần phải tầm trăm, rẻ nhất cũng 100.000 rồi. Hiện tại mỗi một giò cô chú anh chị chỉ mua có hơn 10.000 thôi, dễ thuần dễ trăm. Đó, đây cô chú anh chị này, mặt bông hài Henry size bông. Đó, và bông hoa không hề nhỏ nhá. Và dáng hương đuôi sắc ạ. Em có hai lô dáng hương đuôi sắc, mỗi một lô cũng làm được khoảng tầm 2 giò. 50.000 cho một cái lô dáng hương đuôi sắc này. Sang bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em những giò thanh đạm Indo siêu to khổng lồ ạ. Siêu to khổng lồ. Và thời điểm bây giờ thì những cây thanh đạm Indo này là đang nhú nụ nhá cô chú anh chị nhá. Cực kỳ là khổng lồ luôn, khổng lồ luôn. So với những cái giò mà người ta bán có bán hơn 100.000 cho một giò ấy ạ. Thế thì cái giò thanh đạm Indo này phải gấp 3 gấp 4 lần nhá cô chú anh chị nhá. Gấp 3 gấp 4 lần luôn. Những cái giò thanh đạm Indo này mà sau này nó nở hoa thì thực sự nó là một thác hoa luôn cô chú anh chị ạ. Thời điểm bây giờ cây đang bắt đầu là nhú nụ này. Một số những giả hành đang bắt đầu là nhú nụ nhá. Riêng mỗi một cái giả hành này sau này nó sẽ cho từ khoảng tầm mỗi một giả hành phải tầm hai cái vòi bông cho chú anh chị ạ. Đây ạ, bây giờ cây đang nhú nụ, hàng này chắc là sẽ nở đến Tết. Và hoa của cái dòng này á phải nói là vô cùng là thơm cô chú anh chị ạ, vô cùng thơm. Giò nhỏ thôi đã thơm nức mũi rồi, và riêng một giò to khổng lồ như thế này chắc chắn sẽ là thơm khắp phố luôn ạ. Giá em bán ở đây là 280.000 cho một giò, thực sự nó sẽ như một cái thác hoa luôn. Mà mọi người nhìn thấy ai cũng phải trầm trồ. Riêng cái giò, một cái giò thanh đạm khủng như này, sai bông và cái vòi hoa, mỗi một vòi hoa nó dài dài tầm 40-50cm cho một cần hoa của chú anh chị ạ. Như một thác hoa luôn ạ. Một giò rất là to luôn nhé của chú anh chị nhé. Đó, cực kỳ là khủng luôn ạ. Và sang bên này đây là những cái cây đeno xuân đang nụ cực kỳ là xinh đẹp luôn. Hàng này thì em khẳng định nó là nụ chuẩn zin rồi cô chú anh chị nhá. Nó đã tách nụ rồi, trước đây em còn đang hơi có nghi ngờ ạ. Nhưng mà bây giờ thì khẳng định 100% nó là nụ rồi đây. Mỗi một cái chậu như vậy thì nó sẽ rơi khoảng tầm 2 thân nụ cho đến 3 thân nụ và chi chít nụ luôn như này. Với giá em bán ở đây chỉ có 80.000 cho một giò thôi. Đó, cô chú anh chị trưng trên bàn, trong phòng khách, cái bàn làm việc thì rất là xinh đẹp. Cái dòng hoa này thì vừa thơm vừa bền cô chú anh chị ạ. Thơm và bền nhá, sắc hoa rất là xinh. Độ bền phải tầm trên 2 tháng. Đây là tất cả những cái sắc hoa của cái dòng lan đen đô xuân này. Mặt bông nào cũng không làm cô chú anh chị thất vọng. Đây, một cái giò chỉ có 2 thân thôi. Cô chú anh chị thấy rồi đấy ạ. 2 thân như cái 2 thân hiện tại em đang bán ạ. Mà nó đã xinh đẹp như thế này rồi. Đó, thì với giá ở đây xin nhắc lại chỉ có 80.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhá. Đang mầm gốc này, đang nụ chi chít luôn như thế này đấy ạ. 80.000 cho một giò. Cô chú anh chị sẽ thưởng thức hoa đến Tết Dương Lịch. Chắc là tầm Tết Dương Lịch vẫn thưởng thức hoa Tết Dương Lịch nhé cô chú anh chị nhé. Còn bên này đây ạ, sẽ là những cái giò đen rô xuân siêu VIP luôn để cô chú anh chị mình thưởng thức hoa Tết ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em, thân nào thân đấy tròn tu. Đó, đẹp mê như thế này. Hàng bản lá mít nhá, và thất ngọn tròn tu này. Cô chú anh chị này, hàng này về cô chú anh chị cắt nước là đến Tết cô chú anh chị có một cái tác phẩm siêu tuyệt vời, một cái tác phẩm siêu tuyệt vời để cô chú anh chị mình thưởng thức hoa Tết luôn. Và hàng mà em sẽ chọn cho cô chú anh chị mỗi một chậu như thế này đến tay cô chú anh chị ít nhất phải có từ 6 thân hoa trở lên cô chú anh chị nhé. Phải ít nhất từ 6 thân hoa trở lên. Và giá ở đây chỉ có giá 160.000 cho một giò thôi. Đó, 160.000 cho một cái giò tác phẩm tuyệt vời như thế này đấy ạ. Hai thân thôi đã đẹp mê như này rồi thì cô chú anh chị tưởng tượng là một cái giò từ 6 thân hoa mà nó to hơn, cao hơn rất là nhiều thì nó đẹp cỡ nào, chắc chắn nó phải rực rỡ hơn cả cái giò này nữa cô chú anh chị ạ. Đó, sau này kể cả một cái giò như này, một cái giò như này, sau này đến những cái ngày Tết ấy, em nghĩ rằng là 500 không có hàng để bán luôn. Cái dòng đen đô xuân này này, size bông đẹp tuyệt vời luôn. 160 cho một giò cô chú anh chị nhá. Hàng bản lá mít. Lá nhăn thân nào thân đấy mập nú như này. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan hạc đỉnh đỏ, hàng không có nhiều nhá cô chú anh chị nhá. Hơn cả chục năm bán lan, đây là lô hạc đỉnh đỏ đầu tiên mà em sưu tầm được để giao lưu cùng cô chú anh chị. Hoa cực kỳ là bền. Hoa cực bền và rất là thơm luôn ạ. Đây là một cái giò lan mà đã hiện tại đang bắt đầu nở một vài bông đây. Và mặc dù hàng hiếm và ít như thế này thôi, tuy nhiên thì những cái chậu hạc đỉnh đỏ hiện tại đang nụ xinh đẹp như thế này để cô chú anh chị mình về thưởng thức hoa nhé. Giá ở đây em bán chỉ có 130.000 thôi cô chú anh chị ạ. 130.000 thôi cô chú anh chị mình có thể sở hữu một cái chậu hạc đỉnh đỏ, một cái cây giống lan tuyệt vời mà không phải lúc nào cũng có đâu cô chú anh chị ạ. Hàng không còn nhiều nhé cô chú anh chị nhé. Bên này đây thì hiện tại em đang có vài cây hồ điệp lá biên hay còn gọi là lá phát tài, mà cây từ 4 cặp lá trở lên này. Có phần hơi lỗi lá nhẹ một chút xíu nhé cô chú anh chị nhé. Đó, riêng cái dòng này thì cô chú anh chị mình chỉ cần ngắm lá thôi ạ.
không cần ngắm hoa thôi cũng đã đủ đẹp rồi. Giá một cái chậu hồ điệp lá biên này em xin phép được bán với giá chỉ có 50.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. 50.000 cho một chậu thôi, là mặt bông của dòng hồ điệp lá biên này. Có một số cô chú anh chị lấy hàng của em về hiện tại đã kịp lên giò. Có những cái tác phẩm rất là đẹp luôn để khoe cho bên em rồi cô chú anh chị ạ. Cái hồ điệp lá biên rất là đẹp này. Còn bên này đây sẽ là cái dòng lan hồ điệp hoa đại nhé. Hôm trước thì đang có một cái cần hoa mà nở rất là căng và rất là đẹp luôn. Giá của dòng lan hồ điệp hoa đại cây khỏe nhé cô chú anh chị nhé. Yên tâm cho em. Đó, những cái cây hồ điệp rất là xinh như thế này, giá chỉ có 30.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây là một cái mặt bông mà em nghĩ rằng là một cái cây lan mà rất là đáng sưu tầm, đáng thưởng thức luôn. Dòng lan Corat Koki ạ. Dòng lan Corat Koki mà em nghĩ rằng cô chú anh chị nào đã từng được ngắm hoa thì chắc chắn là sẽ không thể nào bỏ qua cái loại lan quá là tuyệt vời này. Dòng lan Corat Koki đây cô chú anh chị nhé. Đây ạ, cô chú anh chị cùng em ngắm. Ở bên ngoài nó rực rỡ hơn rất là nhiều, bông hoa của nó to như cái chén mắt trâu nhé cô chú anh chị nhé. To như cái chén mắt trâu ạ. Cực kỳ là thơm và rất là bền hoa. Đây là một cái dòng lan lai tạo giống giữa cây cửu bảo tiên và cây hoàng nhạn. Hai cây lan đẹp mà đáng sưu tầm nhất đấy ạ. Tạo ra một cái loại lan mà sở hữu cái vẻ đẹp cũng như là cái hương thơm của cả hai cái giống lan cửu bảo tiên và hoàng nhạn, tạo ra một cái tác phẩm nó tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Nếu mà cô chú anh chị ngắm trực tiếp chắc chắn là không cô chú anh chị nào cưỡng lại được cái vẻ đẹp của nó luôn. Cô chú anh chị này, đó, một chậu cặp đôi hai cây xinh đẹp như này. Cây này phát triển cực mạnh luôn cô chú anh chị yên tâm cho em nhé. Rất là khỏe. Giá em bán một chậu, một cặp đôi hai cây như này chỉ có giá 110.000 thôi ạ. 110.000 thôi cô chú anh chị nhé. Chắc chắn là sau này nó sẽ không làm cô chú anh chị thất vọng về cái độ đẹp tuyệt vời của nó mà nó mang lại ạ. Bên này đây sẽ là những cây lan Vanda nhé cô chú anh chị. Những cây Vanda, mỗi một cây Vanda như thế này, chiều cao không dưới 30 cm và nhiều cặp lá. Và một cái giò Vanda như vậy em xin phép được bán với giá là 120.000 cho một cây Vanda. Em có hai cái mặt bông của cô chú anh chị mình lựa chọn. Hoa của dòng này nở quanh năm nên cô chú anh chị không phải lăn tăn nhé. Hoa đỏ này và hoa vàng chấm đỏ nhé cô chú anh chị. Cô chú anh chị đừng lăn tăn là hàng đã nụ hay chưa, hoa hay chưa, bởi vì cái dòng này cho hoa quanh năm và rất là thơm. Đó, em có hai cái mặt bông mà chuẩn mặt bông cây giống cho cô chú anh chị mình. Và sang bên này sẽ là những cái giò đen đỗ úp mắt đen, mỗi cái chậu như vậy hơn chục thân ạ. Hơn chục thân cho một giò, giá ở đây em đang bán là 120.000 cho một giò. Một cái chậu duy nhất cẩm báo thôi ạ, thơm ngay từ thân lá và hàng nhà em trồng thuần khỏe khoắn, bộ rễ đẹp như này. 100.000 cho chậu cẩm báo này ạ. Hạc vĩ thiên cung lữ bố nhé cô chú anh chị. Dòng hạc vĩ thiên cung lữ bố em đếm sơ sơ mỗi một chậu trên dưới chục thân, một giò như vậy với giá 100.000. Một giò như vậy với giá 100.000, cô chú anh chị thấy là thời điểm hiện tại em rất là ít bán hạc vĩ rừng đúng không ạ? Tại vì em thấy là so với cái hạc vĩ rừng thì hạc vĩ thiên cung này nó đẹp hơn rất là nhiều mà giá cực rẻ. Không phải nhạt màu như hạc vĩ rừng đâu cô chú anh chị nhé. Đậm đà như thế này. Đó, chắc chắn là nó sẽ rất là tuyệt vời khi mà cô chú anh chị sưu tầm sở hữu những giò lan này. Trước đây mỗi một thân hơn 100.000 luôn cô chú anh chị ạ. Và duy nhất ạ, một cái giò lan mà có thể coi là một cái lá phổi xanh luôn. Đây là dòng lan vũ nữ. Dòng lan vũ nữ thẻ bài dòng bông kép đây ạ. Em bán chậu này với giá 70.000. Hoa thì cái độ bền nó phải tầm trên 3 tháng. Những cái cây này sau này nó không tàn hoa ngay luôn mà sau này nó sẽ ra những cái bông hoa tím tím ở cái ngách lá này nữa này. Còn bên này đây cũng là một cái cây thanh lọc không khí rất là tuyệt vời. Đó là dòng địa lan quân tử ạ. Một cái chậu nào chậu đấy to đùng luôn như này này. Vừa tạo cái không gian xanh mà thanh lọc không khí tuyệt vời luôn nhé. Loại bỏ những chất khí độc hại, ngay cả từ ngay cả những tia sóng từ điện thoại, TV. 35.000, 75.000 cho một giò. Sau bên này đây sẽ là những cái giò. Cô chú anh chị cho em nhìn cho em những cái giò hoàng thảo chuỗi ngọc. Đẹp mê như thế này. Hàng này không chỉ đẹp thân lá đâu ạ, mà còn hoa thì phải nói là tuyệt vời luôn. Cái thân thắt đốt sáng bóng như thế này. Chuẩn bị đến mùa nhú nụ đến nơi rồi ạ. Giá ở đây là 170 cho một giò cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là những cái giò lan trầm trắng ạ. Những cái chậu lan trầm trắng đây cô chú anh chị. Chậu nào chậu đấy rơi ít nhất là từ 6 thân cho một giò. 6 thân cho một giò và đây là cái mặt bông của nó này. Nhìn thôi, nhìn mặt bông thôi cũng đã cảm nhận được cái mùi hương của nó rồi đúng không ạ? Đó, cái mùi hương tuyệt vời mà nó mang lại rồi đấy ạ. Có 130.000 cho một cái chậu lan trầm trắng này thôi nhé cô chú anh chị nhé. Rơi ít nhất mỗi một chậu sẽ là 6 thân. Còn bên này đây sẽ là những cái chậu lan trầm cổ. Chậu lan trầm cổ cũng rơi ít nhất là 6 thân trong một giò. Ít nhất là 6 thân trong một giò.
Dòng lan trầm cổ này trước đây mỗi thân vài trăm nghìn và sở hữu một thân thôi cũng là một điều xa xỉ luôn. Đó, cánh hoa tím liệm như này, riêng dòng trầm cổ này thì không có lạc đi đâu được đâu cô chú anh chị ạ. Càng già thì thân nó càng chuyển sang màu xoắn đỏ nhé. Một cái chậu trầm cổ như thế này em xin phép được bán cũng chỉ có 130.000 thôi ạ. Đảm bảo cô chú anh chị là đến sau này mùa hoa cô chú anh chị sẽ thấy là mình có bỏ ra số tiền 130.000 một cái tác được một cái tác phẩm rất là tuyệt vời. Còn sang bên này đây sẽ là những cái chậu già hạc chớp Mỹ. Đó, cô chú anh chị cùng ngắm cho em mỗi một chậu già hạc chớp Mỹ rơi từ 2 cho đến 5 thân nhé cô chú anh chị nhé. 2 cho đến 5 thân ạ. Đó, những cái chậu mà 2 thân thôi ạ hoặc là 3 thân thôi, có những thân nó phải dài từ 80 cm trở lên nhé cô chú anh chị. Với giá chỉ có 80.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. Chớp Mỹ 80.000 cho một chậu. Thân quá đẹp luôn cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Chậu cây lan quá đẹp luôn với giá chỉ có 80.000. Cô chú anh chị lấy 2 chậu rơi vào là mỗi chậu khoảng tầm 3 thân đi ạ. Thì rơi vào 6 thân. Đó, cô chú anh chị có một cái tác phẩm tuyệt vời rồi nhá, để thưởng thức hoa Tết luôn rồi ạ. Mặt bông chớp Mỹ đây ạ. Đẹp mê luôn như này, sai bông tự tuyệt vời luôn và chỉ có rơi vào có 160.000 thôi đây cô chú anh chị. Rất là đáng sưu tầm luôn cái dòng giả chớp Mỹ này. Cô chú anh chị ngắm lại giúp em cái mặt bông chớp Mỹ đi ạ. Hoa thơm nức luôn nhá cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây sẽ là những cái giò phi điệp năm cánh trắng họng hồng. Những tác phẩm phi điệp năm cánh trắng họng hồng đây, em nhớ cách đây mấy năm mỗi một thân phi điệp năm cánh trắng họng hồng hơn 300.000 mà cũng chỉ dài có khoảng tầm 40-50 cm thôi cô chú anh chị ạ. Một tác phẩm như này rơi vào tiền vài triệu, còn bây giờ thì nó quá rẻ luôn cô chú anh chị ạ, mà hàng chuẩn mặt bông cây giống nền họng hồng năm cánh trắng nổi bật trên cái nền nền họng hồng rất là tuyệt vời luôn. Giò này em gọi là cái giò số 35 với giá chỉ có 110.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Rơi vào 5 thân hay 6 thân đấy ạ. Và hình tiếp theo 36 cũng rơi vào có 110.000 này. 37 này, 2 thân mập nụ, bộ 3 thân rất là đẹp luôn ạ. 100.000 cho chậu này. Ôi. 100.000 cho chậu 5 cánh trắng họng hồng, 3 thân mỗi một thân dài trên 50 cm hết nhá cô chú anh chị nhá. Quá rẻ luôn ạ. Quá rẻ luôn. Hình tiếp theo cũng 3 thân này, cái chậu bên này cũng 3 thân tương tự như vậy. Cũng giá là 100.000, cô chú anh chị lấy giúp em một cặp đôi đi ạ, 200.000 thôi ạ. 200.000 thôi, sở hữu một tác phẩm năm cánh trắng thưởng thức hoa Tết tuyệt vời luôn nhé cô chú anh chị nhé. Hàng ở đây em bao chuẩn mặt bông cây giống cho cô chú anh chị mình đấy ạ. Và sang tiếp theo sẽ là hình số 39 với giá cũng bán 100.000 này. Chậu này cũng bán 100.000 cho hình 39 ạ. Và số hình 40 đây, 40 là chậu 2 thân. À chậu này cũng 3 thân ạ, 3 thân em cũng xin phép được bán 100.000 ạ, đẹp lắm luôn ạ cô chú anh chị. Và hình tiếp theo là 31. 31 chậu này 2 thân với giá em bán là 90.000 này. Hai thân thì nó rất là to và rất là mập luôn. Và sang hình tiếp theo. Đấy, thân nào thân đấy, ba thân to đùng mập như thế này ạ. Và thắt hết ngọn như này rồi, hàng này hàng hoa Tết mà cô chú anh chị. Sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 30, hình số 42. Hình số 42, cái giò này xin phép bán 110.000. Và bên này đây sẽ là trầm rồng đỏ này. Chậu trầm rồng đỏ ạ. Trầm rồng đỏ, cô chú anh chị cũng biết rồi, một trong những dòng lan cũng rất là nổi tiếng đúng không ạ? Mà trước đây thì có lẽ là bất cứ một ai chơi lan cũng đều muốn sở hữu để thưởng thức trong những ngày Tết đến xuân về đấy ạ. Mặt bông của trầm rồng đỏ đây, bầu tròn như là cánh hoa của trầm rừng mà đỏ đậm cái mắt nhung quá đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu trầm rồng đỏ này này, hoa thân nó mập nù và cao lớn như thế này nên là chỉ cần một cái giò như này thôi ạ, đã có một cái giò lan tuyệt vời để thưởng thức hoa nhé. Với giá chỉ có 110.000 thôi, chậu này 4 thân ạ. Chậu tiếp theo là 4, chậu này là 43, chậu 44 này. Chậu 44 này cũng với giá 110.000, chậu này cũng 4 thân tổng ạ. Và chậu tiếp theo 45, chậu này có một cái thân phải cao tầm 80 cm, thêm hai cái thân ngắn hơn, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Thân to như ngón chân cái luôn ạ. Em bán giò này với giá 120.000. Và hình tiếp theo 46 ạ. 46 cái chậu này cũng là 4 thân to vip, rất là đẹp luôn. Chậu này em bán 110.000. Và 47 ạ. 47 với giá 100.000 này cô chú anh chị này. Và 48 ạ. 48 giò này cũng là 3 thân cực đẹp luôn với giá 110.000. Đây ạ, sẽ là những cái giò long tu xuân rất là xinh đẹp. Rất là xinh đẹp mà do tự tay gia đình nhà em tự ghép đây cô chú anh chị. Nó không có căng mập nú như là cái hàng nhà vườn người ta chuyên. Nhưng mà đây cô chú anh chị nhìn cho em thân nào thân đấy, nhìn cái mắt nụ của nó kìa. Giò này em gọi là giò 31 với giá em bán là xin phép bán 110.000 nhá. 32 với giá em bán là 120.000 đấy ạ. Và 33 đấy ạ. Giá em bán với giá là 110.000. Và 34
với giá chỉ có 100.000 thôi. Đó, đảm bảo là khi mà nó nở hoa sẽ xinh đẹp vô cùng luôn này cô chú anh chị. Và sang bên này đây sẽ là những cái hình quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8 này ạ. Em đang chia theo hình này rồi. Cái mùa này cô chú anh chị về ghép không phải lăn tăn gì nhá cô chú anh chị nhá. Về là nhú cây nhú nụ đẹp luôn ạ. À nhú mầm đẹp luôn, ra rễ đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Hình này em gọi là hình số 1 này cô chú anh chị này. Hình số 1 này là một cái phần quế xếp cô chú anh chị, mình có thể mua hàng cân ở bên này. Nó rẻ cô chú anh chị ạ. Hàng cân ở đây thì chỉ có 260 kg thôi. Đó, hoa nó cũng vậy, đẹp thơm như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Mà cực rẻ luôn. Đó, hoặc cô chú anh chị mua theo hình ở đây. Đó, là lá nó xếp đẹp hơn một chút xíu nhưng mà nó sẽ đắt hơn một chút này. Hình này em gọi là cái hình số 1 ạ. 4 cây, đó, 4 thân hàng cây lá xếp đẹp như thế này. Giá ở đây em xin phép được bán là 170.000 thôi ạ. Làm một cái giò quế đẹp luôn. Hàng quế này mà người ta lên giò không dưới 500.000 đâu cô chú anh chị ạ. Đấy, 170.000 nhá cô chú anh chị nhá. Hình tiếp theo sẽ là cái hình số 2. Hình này thì em có, hình này em có bao nhiêu cây nhỉ? 2 này. 5 cây nhá, 5 ngọn quế xếp như vậy đấy ạ. Hình này em cũng xin phép được bán với giá là 170.000 cho giao lưu cùng cô chú anh chị mình đấy ạ. Và sang hình tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 cái lô này là có 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9 đầu ngọn. 9 đầu ngọn ở cái lô này. Đó, em xin phép bán cả lô này với giá là 180.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4 này. Số 4 cái lô này thì em có 2 này. Cây khá là lớn luôn. 2, 4, 6. Lô này em xin phép bán 200.000 nhé. Cô chú anh chị nhé. 200.000 đây. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 5. Số 5 chỗ này là 3 ngọn quế to. 3 ngọn quế phần to hơn nhé. Cô chú anh chị nhé. Đây. 3 ngọn quế to đẹp như này. Lên chậu đẹp luôn ạ. Hình này em bán với giá 200.000 cho hình số 5 ạ. Hình số 6. 3 ngọn cũng cực kỳ là xinh luôn. Hình này em xin phép bán 180.000. Và sang hình số 7 đây. 200.000 cho hình này này. 4 đầu ngọn. 200.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 8 ạ. 220.000. Cô chú anh chị nhìn cho em cái ngọn này thôi cũng đủ giá trị rồi ạ. Quá đẹp luôn ạ. Quá đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Thêm một cái ngọn kia nữa. Đó, làm cái chậu quá đẹp với giá 220.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9. Cái hình này em cũng bán với giá 220.000 đây cô chú anh chị. 3 ngọn cực kỳ là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Và bên này đây ạ. Bên này đây sẽ là cái hình số 10. Hình số 10 này cô chú anh chị nhìn cho em cái ngọn quế nào, ngọn nào ngọn đấy, bản lá to trên 4 sen, rất là đẹp luôn. Hàng này thì cô chú anh chị về phải ra tiền vài triệu luôn cô chú anh chị ạ. Một cái giò quế 3 đầu ngọn này. Cô chú anh chị nào mà sở hữu nó thì ghép lên ạ, đến mùa hoa không hơn triệu thì em không tin luôn cô chú anh chị ạ. Cái giò quế này em xin phép được bán. Đây là một cái, thứ nhất là một cái ngọn quế mẹ con này. Đây là một ngọn quế một mẹ một con này cô chú anh chị, bản lá rất là to. Bên này là một cái cặp đôi gồm có hai ngọn nhé cô chú anh chị nhé. Hai ngọn quế đấy ạ. Và cả cái hình này để về cô chú anh chị có thể ghép được một cái giò tác phẩm đẹp ạ. Với giá em bán là 560.000 cho cả hình quế lan hương này cô chú anh chị nhé. Không phải lúc nào cũng có những cái ngọn quế nó to, bản lá to và đẹp như thế này để sưu tầm đâu cô chú anh chị ạ. Và sang hình tiếp theo ạ. Hình này sẽ là hình số 11 này. Cô chú anh chị nhìn cho em này, bây giờ này cái mùa nó bắn rễ này, khỏe rất là đẹp luôn. Mấy ngọn quế dài mượt như này em xin phép được bán với giá sẽ là một mẹ hai con nhé. 280.000 cho cái ngọn quế dài mượt này ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 12. Hình số 12 đây là một ngọn quế một mẹ một con này. Riêng một ngọn này thôi ạ. Khi mà cô chú anh chị ghép lên cũng đã đủ xinh rồi, thêm một cái ngọn này. Mặc dù nó gãy ngọn mà mọc ra hai ngách rất là đẹp luôn. Hình này em xin phép bán 250.000. Tiếp theo sẽ là cái hình số 13. Đây cũng là một ngọn quế duy nhất, ngọn là ngọn quế to này, một mẹ hai con ạ. Hình này em xin phép được bán với giá là 200.000, một ngọn thôi cô chú anh chị nhé. Lá rất là to luôn. 200.000 cây này vừa rồi cho hai cái vòi bông cô chú anh chị, một mẹ hai con. Và sang bên này đây sẽ là hình số 14 này. Một dàn, một nhà quế, một dề quế, một nhà quế xanh mướt rất là đẹp như vậy. Xin phép em bán dề này ra 280.000 nhé cô chú anh chị nhé. 280.000, một mẹ với 4 cây con ạ, 280 ạ. Và sang hình tiếp theo là cái hình số 15. Cả lô quế này xin phép bán với giá chỉ có 160.000 thôi này cô chú anh chị này. Và sang hình số 16 ạ. 16. Hình số 16 đây cũng là nguyên một cái rễ quế một mẹ hai con này với thêm mấy ngọn bên này nữa ạ. Và cái hình này em xin phép bán 260.000.
Đó, nhìn cây bây giờ chưa lên giò, chưa đẹp đâu ạ. Cô chú ý chị mà lên giò một cái thấy hẳn giá khác giá trị luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 17 đấy ạ. 169.000 cho một cái giò quế nguyên bản mà một mẹ hai con nhé, và không bỏ lá chân ạ. Không bỏ lá chân về, cô chú ý chị chỉ việc treo lên. Đến mùa hoa là có một giò quế rất là tuyệt vời để thưởng thức hoa luôn. Sang bên này đây sẽ là một cái hình quế nguyên bản, không phải lúc nào cũng có quế nguyên bản đâu cô chú ý chị ạ. Hình này em gọi là cái hình số 18 này. Một cái giò quế nguyên bản nó rất là đẹp như thế này này, cô chú ý chị. Cây này bản lá khá là to nhá, căng đẹp, một nhà quế như thế này. Đó, giò này mà đến khi mà nó nở hoa thì cô chú ý chị mua hàng cân về, hàng giò về tự ghép cũng được ạ. Nhưng mà cái nguyên bản thì nó có kiểu đặc sắc riêng nhá, cô chú ý chị nhá. Đó, cái hình quế này em xin phép, một cái nhà quế này em xin phép được bán với giá là 500.000 cho rễ quế này. Và cô chú anh chị nếu mà lấy thì vui lòng cọc trước cho em ít nhất là 200.000 nhé. 200.000 cho hình quế này ạ. Còn bên này là một cái giò quế siêu to khổng lồ luôn. Giò này mà người ta lên giò chắc chắn phải rơi không dưới 2 triệu. Người ta về treo ở vườn không dưới 2 triệu người ta không bán đâu cô chú anh chị ạ. Giò nguyên bản, giò nguyên bản nhá. Vừa rồi thì cô chú anh chị có thể thấy là cho bao nhiêu, không biết là bao nhiêu vòi hoa luôn. Đấy, nói chung là vận chuyển đóng gói về thì trên rừng về thì nó cũng có những cái phần ảnh hưởng một chút xíu. Đó. Tuy nhiên ấy thì có cái ngọn này nó bị gãy này. Tuy nhiên nó không có làm sao đâu, sau này nó sẽ mọc lên cái ngọn mới cô chú anh chị nhá. Và cái hình này em xin phép được bán với giò quế khổng lồ này 580.000. Cô chú anh chị nào lấy thì cọc trước cho em 300.000 thì em mới gửi hàng nhé cô chú anh chị nhá. Ngọn quế rất, một cái giò quế nguyên bản là rất là to, không phải lúc nào cũng dễ kiếm một cái giò nguyên bản to này đâu ạ. Bên này đây thì em có những cây tổ quạ. Ở đây là một cái đây em có một cái giò gì nhỉ? Trần Mộng Xuân duy nhất thôi ạ. Giá hình này em gọi là hình 62, với giá em bán là 140.000 cho giò Trần Mộng Xuân này nhá cô chú anh chị nhá. Này đây sẽ là những cái hình tổ quạ. Hình tổ quạ có thể coi như là những cái lá phổi xanh, có thể coi như là một cái máy điều hòa trong cái khu vườn luôn cô chú anh chị ạ. Cái cây này vừa làm cái giá thể trồng lan được, cái lá xòe tròn rộng tạo bóng mát và đồng thời cái bộ gốc rễ này nó tích nước và tỏa hơi ẩm rất là tuyệt vời luôn. Nên là những ngày nóng nóng mà có một cái giò như thế này ở trong nhà thì nó như một cái điều hòa luôn nhé cô chú anh chị nhé. Hình này em gọi là cái hình số 49 này. Với giá em xin phép bán là 50.000 cho cây này, rất là tròn đẹp luôn. Tiếp theo là hình 50, 35.000 ạ. Cái rô này về ưng ý cực kỳ luôn, nó tròn đẹp lắm. Hình số 51, cây này cũng rất là to với giá 50.000. 52 với giá 45.000. Và 53, 35.000 cho cây này. Và 54 ạ. 54 cây này bán 40.000. Và 55 cây này em xin phép được bán cũng với giá 40.000. 56 này, cây này có nguyên lá luôn này cô chú anh chị. 56 cây này em xin phép được bán với giá là 35.000. Và 57 một cặp đôi 2 cây với giá là 35.000 nhá. Và tiếp theo 56 cây này em bán là 30.000 này. 25.000 đi, 25.000 đi, 58. 59 một cặp đôi này 40.000 và 60. 25.000 cho cây này và 61 ạ. Cây này em xin phép được bán 30.000 này. Mật ong khoái đây cô chú anh chị ơi. Cái muôi của em bị lặn xuống bên dưới rồi không cầm lên được. Đây mật ong khoái đây, em múc cái này cầm cái này sắp này lên để cô chú anh chị nhìn này. Một cái món quà tuyệt vời từ thiên nhiên cô chú anh chị mang về làm quà tặng quà biếu. Cái lô mật ong này về rất là ngon luôn. Có sáp nhưng mà rất là ít sáp thôi nhé cô chú anh chị nhá. Rất là ít sáp thôi ạ. Em bán với giá 200.000 cho 1 kg. Em còn có một cái thìa đây. Có cái thìa đây em múc cho cô chú anh chị mình xem độ trong, độ ngọt và độ tuyệt vời của nó. Làm quà tặng quà biếu thì không có gì tuyệt vời bằng cô chú anh chị ạ. Giá 200.000 cho 1 kg nhé. Nói là hàng có sáp nhưng mà sáp nó rất là ít thôi cô chú anh chị ạ. Mỗi một lần em xay quả cho con của em thì em thường múc một cái thìa mật ong này vào. Cực kỳ thơm ngon luôn mà rất là tốt. Bên này thì em có chè dây này cho cô chú anh chị nào đang cần tìm chè dây theo đúng nghĩa của nó đây. Sạch theo đúng nghĩa đây. 100.000 cho 1 túi 1 kg. Các chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho 1 kg. Rêu rừng 50.000 cho 1 kg. Duy xanh với giá 50.000 cho 1 ống và duy đỏ 60.000 cho 1 ống ạ. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000 nhé. Atomic 12.000 cho 1 gói. Hùng Nguyễn 25.000 cho 1 lọ. 5.000 cho 1 cặp ạ. Dưỡng chất AB 85.000 cho 1 lọ. Super thai hormone tăng trưởng 50.000 cho 1 lọ. Super thai đây. Bên này thì em có
B1 Thái với giá 40.000 cho một lọ, liền da Mỹ Tiến 40.000, liền da sẹo đen 50.000, siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan trọng có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Kim Kim Bun đặc trị thô nhũn 25.000 cho một gói, Chito Để Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi, và phân bón phân dê chiều dài 20 cm với giá chỉ 4.000 một túi thôi. Phân bón trồn dưới nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một túi. Và đặc biệt em có thêm sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân châu, đỗ tương đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng rồi. Sản phẩm phải nói hoàn hảo luôn, bởi vì cô chú anh chị nào mà đã từng được sử dụng thì gần như là 10 người thì quay lại 11 người cô chú anh chị ạ. Sản phẩm này hôm nay em quên mất là khách lấy hết mà em quên mất không nhớ mang ra nhé. Tinh dầu hồi với giá 4.000 cho một lọ, dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt, hoàn toàn chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, cực kỳ là lành tính và rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn ạ. 4.000 cho một lọ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây ạ.